dịch châu chấu trong những tháng gần đây, do dịch bệnh COVID-19 mà những nỗ lực chống lại nạn châu chấu bị ảnh hưởng. Nó làm chậm việc cung cấp các thiết bị, cản trở các chuyên gia quốc tế trong việc tìm cách chiến đấu chống lại loài di cư gây hại này. Nếu không được ngăn chặn, số lượng châu chấu có thể tăng lên tới 400 lần vào tháng 6, nguy cơ trở thành đại dịch vào cuối năm nay. Được biết châu chấu sa mạc là loài nguy hiểm nhất trong số tất cả loài di cư gây hại vì khả năng sinh sản nhanh và tốc độ tàn phá mùa màng. Chu kỳ sinh sản từ trứng thành châu chấu trưởng thành mất khoảng 3 tháng. Số lượng của chúng có thể tăng lên 400 lần sau 6 tháng và 8.000 lần sau 9 tháng. Một bầy có thể có tới 80 triệu con trên mỗi km vuông và di cư trong một phạm vi rộng lớn. Chúng có thể bay đến 150 km và ăn hết số thực phẩm dành cho 35.000 người chỉ trong một ngày. Những đàn châu chấu khổng lồ này đã và đang tiếp tục tàn phá những vùng đất rộng lớn ở Đông Phi, Trung Đông và Ấn Độ. Ở Đông Phi, lũ châu chấu đói đã tàn phá đồng cỏ và các vùng đất đai hoa màu chuỗi đến tận gốc, trong khi hàng triệu người ở đây sống dựa vào nông nghiệp và đất đai mùa vụ. Ở Kenya, ít nhất 70.000 hecta đất đai hoa màu bị tàn phá vào tháng 1 năm nay. Bắt đầu vào tháng 3, chúng tiếp tục lan rộng, sinh sản mạnh vào mùa mưa ở các nước Đông Phi như Uganda, Tanzania và Nam Sudan. Những nước này có nền kinh tế yếu kém và mức an toàn an ninh lương thực nhất tại châu Phi. Trong trường hợp xấu nhất, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cảnh báo sẽ có đến 5 triệu người có thể bị đói do dịch bệnh châu chấu bùng phát, và đó là chưa kể đến 20 triệu người đang trong tình trạng thiếu an toàn thực phẩm. Đây chính là hậu quả nghiêm trọng của sự biến đổi khí hậu. Thời tiết cực đoan như lốc xoáy và những cơn mưa lớn kéo dài thường xuyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho loài côn trùng này có thể sinh sôi phát triển trong một thời gian ngắn. Và nếu chúng ta không có sự can thiệp và thay đổi kịp thời, tương lai của chúng ta có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa.